Chào các bạn đã quay trở lại với chương trình Robot cho mọi người. Và ở video này thì mình xin hướng dẫn các bạn cách để mà mình có thể lắp được bánh xe Omni. Đây là một cái loại bánh xe đa hướng chuyên sử dụng cho robot vào cái động cơ. Động cơ mình sử dụng trong video này là động cơ GA25370. Thì ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo cách lắp này và cũng như là mình sẽ lựa chọn cái loại động cơ phù hợp. Rồi, thì để trước khi bắt đầu thì mình sẽ lấy ra một cái thước. Rồi, đây là cái thước của mình, thì mình sẽ đem lại một vài cái số đo để các bạn biết. Đầu tiên là số đo về đường kính của bánh. Đường kính của bánh là khoảng 5,6 cm, là 56mm. Ngoài ra đường kính trục bánh, trục bánh của mình hiện tại là khoảng 1,1 chưa đến 1,2. Chưa đến 1,2 thì mình cứ tạm coi là đường kính trục là 1,1. Rồi, và đường kính trục của động cơ. Đường kính trục của động cơ khoảng 3mm. Rồi, đường kính trục của động cơ 3mm. Thì dĩ nhiên rồi, nó sẽ lắp không vừa nhau. Và bởi vì thế đó thì mình mới có một cái trục này, cái trục nối. Đó là sinh ra để nối giữa bánh Omni. Đây, để nối giữa bánh Omni và động cơ. Thì đây là cách mình sẽ lắp ráp cái trục nối này vào động cơ và vào bánh Omni. Rồi, ok, thì tiện thể thì mình xin giới thiệu thêm là ở đây mình có một cái bộ ốc vít khá là ngon lành, mua khoảng 200.000 thôi. Thì nếu mà các bạn đã xác định là mình sẽ sử dụng ốc vít nhiều thì đừng mua mấy bộ nó rẻ hơn. Thật ra là rẻ hơn tầm 150 cũng được, nhưng mà đừng có rẻ quá như là 50-60 thì mình sẽ nhận được mấy cái bộ ốc vít mà nó nhiều ốc, mà nó rất là lộn xộn á, tức là nó yếu thì ốc nó dễ bị rồi ốc vít dễ bị tè đấy, thì mình cứ đầu tư một tí. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tháo cái ốc vít này ra. Đây là để nới rộng cái trục ở trong này ra nha. Video có nhiều góc quay có thể nó sẽ không rõ. Rồi mình sẽ sử dụng góc cận. Rồi, nới cái trục này ra. Rồi, ok. Rồi, cái trục này mình cũng sẽ vặn ra. Rồi, sau khi vặn xong cái này rồi thì mình bắt đầu mình cho cái bánh vào cái trục này. Sau đó thì siết ốc này vào. Đó, khá là đơn giản thôi. Đó, rồi. Siết thì chắc và mình có thể không thể xoay chuyển được cái này. Rồi thì bây giờ đến đoạn lắp nha. Các bạn có thấy một cái... Đây, các bạn thấy trục động cơ nó bị vác mất một miếng không? Cái miếng này này, thì cái miếng này là mình để đè cái ốc vít từ cái này vào. Thì mình sẽ căn làm sao cho cái ốc vít đấy nó đè lên trên cái miếng này. Rồi, sau đó thì mình siết. Rồi, thì lắp như vậy là mình đã lắp vào động cơ xong, thành công. Thì rất tiếc là hôm nay thì mình cũng như là tất cả kho hàng của mình thì hết pin. Là mình không còn tìm thấy pin ở đâu để mà chạy. Thì mình tạm phải lấy pin ở con chuột thông minh của mình ra để mình demo cho các bạn xem. Thì tiện thể giới thiệu luôn là pin này thì mình hay sử dụng các loại pin 18650 đúng không? Cho các bài giảng hướng dẫn của mình thì tuy nhiên là con này sẽ là 14500. Vẫn là pin lipo. Vẫn là 3.7V và mình nghĩ là nó sẽ chạy được. Đây. Như này. Đây thì các bạn có thể thấy là động cơ nó đang quay với cái bánh Omni. Thì ok, hướng dẫn là như vậy thôi. Thì mình nghĩ là cái việc lắp cái động cơ này thì nó cũng khá là dễ. Và các bạn có thể lắp cái động cơ bánh Omni thích ứng với nhiều động cơ khác nhau, có cùng kích thước trục khoảng 3mm. Ok, video này đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.